Xin chào các bạn, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là lời khuyên từ thiên thần bảo hộ gửi đến bạn lúc này. Rồi bây giờ các bạn chọn tụ bài nha, các bạn tụ 1, tụ 2, tụ 3. Rồi mình sẽ vào phần trả bài cho các bạn tụ 1. Xin chào các bạn tụ 1, lời khuyên từ thiên thần bảo hộ gửi đến bạn lúc này. Chúng ta nhận thông điệp nha. Thiên thần bảo hộ của bạn, regeneration, sự hồi sinh, sự vươn lên từ đống tro tàn. Để mình xem. May mắn là mọi người có sự may mắn đến với các bạn trong thời điểm này luôn. Có sự hỗ trợ cho các bạn nha. Bạn được nhiều cái sự giúp đỡ, cái sự thuận lợi. Cho nên thành ra là bạn sẽ thấy là giống như các bạn sẽ vươn lên từ cái nơi, từ cái mà các bạn bị thất bại á, các bạn sẽ có sự vươn lên. Tiếp theo, fuck in the road. No place like home. Ở đây có liên quan đến ngôi nhà. Có thể đây là cái khoảng thời gian mà các bạn nên quay lại tập trung vào ngôi nhà của mình, hoặc là các bạn nên quay lại để tập trung vào cái lý tưởng ban đầu của các bạn nha. Ở đây mình thấy có năng lượng của cái việc bạn phân vân một điều gì đó, hoặc là có nhiều việc nó xảy ra và khiến các bạn gọi là sao lãng. Các bạn đang không có tập trung vào trong cái lý tưởng ban đầu của các bạn á. Mình ví dụ như cái lý tưởng ban đầu của các bạn là các bạn tập trung cho ngôi nhà của mình, cho gia đình của mình, hoặc là cái ngôi nhà ở đây nó mang tính chất là một biểu tượng để nói về cái lý tưởng ban đầu của bạn á. Tức là bạn đừng để bị phân tán, mà là nên khu trú lại và tập trung lại vào trong cái lý tưởng của bạn, cái công việc, cái mục tiêu ban đầu của bạn nha. Lời khuyên từ thiên thần bảo hộ của bạn lúc này dành cho các bạn. Smoke and mirrors. Các bạn có let it go. Big love. Wow. Có liên quan đến tình yêu lớn của các bạn nha. Và trong những vấn đề của trái tim á, thì các bạn nên buông thả lỏng, let it go. Như vậy mà lại hay, như vậy là các bạn sẽ không có là cái cảm giác nó bị tổn thương. Khi các bạn buông thả lỏng, các bạn sẽ thấy mọi chuyện nó thoải mái, nó sẽ diễn ra theo cái tự nhiên. Và khi đó bạn không còn ở trạng thái mình phải cố gắng, mình phải kiểm soát nữa, mà nó sẽ quay về cái trạng thái rất là tự nhiên. Tình yêu lớn của bạn nữa nè. Thời điểm này á, nó sẽ có nhiều những cái vấn đề soi gương á. Bạn có thể tương tác với cái sự kiện, cái con người mà ở đó, có thể các bạn bắt gặp nhiều quan điểm, có thể là cùng quan điểm của bạn hoặc là khác quan điểm của bạn. Cho nên là đây là cái năng lượng á, mà các bạn cứ tập trung vào trong cái tình yêu lớn của bạn nha. Chẳng hạn là tình yêu của bạn với công việc của bạn nè, tình yêu của bạn với ước mơ, với lý tưởng của bạn, tình yêu của bạn với những điều mà bạn muốn theo đuổi á, tức là con người bạn muốn trở thành, bạn muốn cuộc sống ra sao. Đó, thì đây là cái điểm nhấn quan trọng, đó là bạn tập trung vào trong tình yêu lớn của bạn. Rồi, để mình tiếp. Lời khuyên từ thiên thần bảo hộ. Wow, 9 ly nè mọi người. Chín ly The Emperor. The Hierophant. Chúng ta còn hai thông điệp trong bộ này, Nữ Hoàng Kiếm. Và tiếp nữa là chúng ta có Page of Cups. Lời khuyên từ thiên thần bảo hộ là bạn đang
chạm đến ước mơ của bạn. Bạn đang sắp hiện thực hóa được ước mơ của mình. Hoặc là giai đoạn này bạn hãy rất là tập trung vào những sở thích của bạn, ước mơ của bạn, lý tưởng của bạn, ý nghĩa của bạn. Thì bạn thấy là những gì liên quan đến cái ước mơ của bạn là bạn đang trong cái giai đoạn sẽ hiện thực hóa được. Đây là khoảng thời gian bạn cũng là làm chủ cuộc sống của bạn. Bạn độc lập trong suy nghĩ, bạn có đủ bản lĩnh để mà bạn tạo ra một cái công việc riêng của bạn, hoặc là bạn đủ bản lĩnh để bạn có thể hoàn toàn làm chủ cuộc đời bạn á. Bạn hãy có cái chính kiến rõ ràng, hãy quyết đoán, hãy dứt khoát, hãy sáng tỏ, hãy lý trí. Và đây cũng là cái thời điểm mà bạn sẽ học được rất nhiều những cái bài học. Và ở đây là bạn cứ tập trung vào trong những cái sự sáng tạo của các bạn nữa nha. Bởi vì ở đây mình đang thấy là có cái luồng cảm xúc mới đến, hoặc thậm chí cũng là tình yêu mới đến, hoặc là làm mới lại tình yêu của các bạn nữa. Cái năng lượng này nó là một cái sự khởi đầu mới, một cái nguồn cảm hứng mới, một ý tưởng mới, hoặc liên quan đến tình yêu mới nha. Là đó là những cái mà các bạn nên tập trung vào á. Giống như những điều bạn nên lý trí và sáng tỏ với cái mà mục tiêu của các bạn á, nghĩa là không có bị sao lãng, cũng đừng để bị ảnh hưởng từ cái quan điểm của người khác, hoặc là các bạn đừng để phân tán nhiều, bởi vì sẽ có những cái lúc mà bạn sẽ thấy hoang mang á, bạn đứng trước nhiều cái sự lựa chọn, bạn đứng trước nhiều những cái ý kiến khác nhau. Rồi bạn đôi khi bạn soi chiếu bản thân á, hoặc là khi bạn tương tác với con người là nhiều khi nó cũng dấy lên, kích động lên những cái ý kiến rất là trái chiều á. Cho nên thành ra là bạn cần phải sáng tỏ những cái mục tiêu của mình và tập trung vào trong cái mục tiêu của mình. Lời khuyên từ thiên thần bảo hộ. Bảy kiếm nè. Đôi khi á, wow, đôi khi á, là các bạn sẽ gặp nhiều cái thông tin á, thông tin bị sai lệch hoặc là cái thông tin tiêu cực. Đó, 10 kiếm nữa nè. Rồi đôi khi có những cái tổn thương á, nó làm kích hoạt tổn thương đứa trẻ bên trong của các bạn nữa. Những cái tổn thương khiến bạn bị đau lòng nữa, hoặc là các bạn nghe ngóng những cái thông tin mà giống như kiểu nó rất là trói buộc con người mình á, nó đi ngược lại với cái tinh thần, cái sự phát triển của tinh thần, đi ngược lại với sự tiến hóa. Thì khi đó, khi bạn tiếp nhận những cái thông tin này thì bạn sẽ rất dễ bị đau lòng nha. Cho nên bạn lưu ý là hãy cứ kiên cường, lý trí, mạnh mẽ, sáng tỏ như năng lượng của một nữ hoàng kiếm. Phải có tinh thần, ý chí, lập trường vững mạnh như là một The Emperor. Phải absorb. Vua nước, wow. Có rất là nhiều những cái tin vui cho các bạn liên quan đến vấn đề của trái tim, vấn đề của tình yêu, hoặc là vấn đề của tình yêu thương. Ở đây thì mình thấy nếu là tình yêu lãng mạn thì các bạn có được cái tình cảm rất là chân thành nha. Người yêu thương các bạn rất là chân thành, người sống là dạt dào cảm xúc, sống là đầy tình nghĩa, đầy tình người. Và cái tin vui nữa của các bạn thì mình thấy nó sẽ có liên quan đến sự thăng tiến, sự phát triển, hoặc là sự di chuyển, hoặc là phát triển với đầy cái tinh thần phấn chấn và háo hức của bạn luôn. Giống như bạn đã tìm thấy được, bạn tìm thấy được rất là rõ ràng cái công việc mà mình theo nè, hoặc là tìm thấy rõ cái ý nghĩa cuộc sống mình theo, cho nên là bạn tiến về phía trước, giống như là tiến về phía trước với đầy sự can đảm, đầy sự dũng mãnh. Tình yêu là một cái năng lượng rất tuyệt vời mình đang bắt gặp ở đây nha. Đối với những bạn á, tình yêu lý tưởng cũng rất tuyệt vời, là tình yêu lớn của bạn á. Và tình yêu lãng mạn thì bạn chạm đến cái năng lượng là sự yêu thương chân thật á.
Nữ Hoàng Kiếm. Ba kiếm, trong cái tương tác thường ngày trong cuộc sống, nếu được là bạn nên giảm đi, các bạn nên giảm, bởi vì nó dễ dẫn đến cái sự mâu thuẫn, hoặc thậm chí trong cái lúc bực bội, nóng giận thì con người ta có thể nói những cái tiếng nói nó bị quá mức các kiểu thị phi, hoặc là cái năng lượng nó, những cái lời nói nó rất là khó nghe. Đó là bạn nên hạn chế, bạn nên hạn chế những cái giao tiếp giống như kiểu tám chuyện này nọ là nên hạn chế. Có nhiều tin vui cho các bạn liên quan đến công việc hoặc là công danh học hành nha. Ở đây mình thấy thành công quá, chiến thắng, học hành thi cử đỗ cao nè, rồi tình yêu cảm xúc thì là được làm mới lại, rất là dạt dào cái cảm xúc luôn. Và một tin vui nữa là các bạn cứ tập trung siêng năng nè vào trong cái công việc của bạn thì bạn sẽ là tạo dựng được cái sự nghiệp và tiền tài vật chất rất là đủ đầy. Giống như bạn cứ tập trung vào trong công việc của bạn thì khả năng bạn sẽ rất độc lập trong công việc và bạn có được cái nguồn tài chính nó rất dồi dào, có thể gọi là rất tự do, sung túc đủ đầy. Rồi, mình xin kết thúc thông điệp của các bạn tụ 1. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn tụ 2. Lời khuyên từ thiên thần bảo hộ gửi đến bạn lúc này. Chúng ta xem nha. Thiên thần bảo hộ của bạn muốn nói gì với bạn lúc này, Frau and Frau? Rồi, có liên quan đến vòng lặp à? Nhưng đây có phải là vòng lặp hay không? Hay nó tựa vòng lặp nhưng đó vẫn là sự phát triển của các bạn? Thì để từ từ chúng ta xem nha. Why, bạn đang đi tìm cái câu hỏi tại sao, bạn đang tìm kiếm cái gì đó, đang tìm hiểu. Higher power, nguồn năng lượng cao hơn nè, co-free. Wow. Một cái sự thắc mắc đến với các bạn á, hoặc là một cái sự thử thách đến với bạn, rồi bạn cứ thấy nó giống như cái vòng lặp, và giống kiểu bạn đang tự hỏi là không lẽ cuộc đời mình nó lại tiếp tục vòng lặp hay sao? Tại sao mình là cái người tìm hiểu rất nhiều, mình đã thay đổi về nhận thức, bạn thấy rõ ràng rằng khả năng của bạn và nhận thức của bạn đều cao hơn cả, vậy chẳng lẽ mình lại tiếp tục vòng lặp? Thì câu trả lời là thực chất nó không có phải vòng lặp đâu nha mọi người. Nó chỉ là một cái tình huống bạn thấy nó thử thách đến với các bạn. Rồi nó cũng kích hoạt những cái đi tìm hiểu của bạn để tìm hiểu cái câu trả lời. Nhưng vẫn là dẫn đến cái sự phát triển cao hơn về nhận thức, về năng lượng. Bạn vẫn là trong cái giai đoạn phát triển hơn, hoàn toàn không phải là dậm chân tại chỗ, hoàn toàn không phải là thụt lùi. Cho nên các bạn yên tâm, cứ điềm tĩnh mà mình vượt qua cái thử thách ở cái thời điểm này. Và bạn không có một mình đâu, bạn có người đồng hành, có người hỗ trợ, có người giúp đỡ. Khi cần thì bạn sẽ thấy là bạn sẽ được hỗ trợ giúp đỡ. Thiên thần bảo hộ của các bạn cũng là luôn sẽ đem đến cái nguồn năng lượng cao hơn cho bạn. Họ cũng sát cánh cùng các bạn và hỗ trợ giúp đỡ các bạn luôn. Và khả năng các bạn cũng sẽ thấy có người đồng hành, hoặc là cái người hiểu mình, cái người giúp đỡ mình. Các bạn cũng có luôn đối tượng như vậy nha. Thiên thần bảo hộ muốn khuyên các bạn điều gì? Signing rule. Wow. Các bạn thấy không? Tức là ban đầu mọi chuyện bạn cứ tưởng vòng lặp, cứ tưởng thử thách, nhưng mà thật ra nó chỉ là một cái nhân duyên để bạn thấy là bạn sẽ tỏa sáng hơn, tức là tự tin hơn nè, phát triển hơn, những năng lực được bộc lộ nhiều hơn, bạn trở thành cái phiên bản sáng hơn.
À, bạn còn là cái người mà tăng cái khả năng nhìn nhận đó, giống như kiểu là bạn tăng về trí tuệ, giống là bạn đứng ở trên cao, bạn nhìn thấy được một cái bức tranh nó tổng quát, nó trọn vẹn hơn. Đây được gọi là nhận thức cao hơn nè, tầm nhìn cao hơn nè, và sẽ dẫn đến cái sự hiểu thông cảm của bạn nhiều hơn. Các bạn có the land between và tender embrace, chính xác là như vậy nha. Có sự kết nối, có sự yêu thương, sự hỗ trợ, những cái ôm nhẹ nhàng đấy, chứng tỏ bạn có người đồng hành, thậm chí tức là bạn có soulmate nè, bạn có true love nè, bạn có người yêu nè, hoặc là bạn có người thân nè, có người đồng hành cùng bạn, có cái sự đến bên nhau nè, có cái kết nối lại với nhau nè. Bạn thấy hai cái mảnh đất, có một cái mảnh đất ở phía giữa có những cái cầu kết nối á, tức là nó sẽ có sự kết nối trở lại với bạn trong cái lĩnh vực đó. Ví dụ như con đường của tình yêu, con đường của các mối quan hệ, thì nó có sự kết nối. Kết nối ở đây không nhất thiết phải kết nối với người cũ đâu nha mọi người. Nó chỉ lên cái thông điệp này á, bạn hiểu nó một cách lớn hơn á, tức là có thể bạn kết nối lại với người cũ, nhưng cũng có thể là bạn kết nối với người mới, miễn là cái lĩnh vực của các mối quan hệ hoặc là lĩnh vực của tình yêu á, bạn có sự kết nối, chứ không nhất thiết phải là người cũ hay người mới. Còn nếu như đây á, là cái công việc sự nghiệp của bạn á, thì nó cũng có sự kết nối trở lại, có nghĩa là bạn bắt đầu lại công việc và bạn có sự khởi đầu mới lại công việc. Rồi, để mình tiếp nào. Lời khuyên từ thiên thần bảo hộ. Bali rõ ràng là các mối quan hệ của bạn á, phát triển lên thấy rất là rõ ràng, kể cả là tình bạn hay tình đồng nghiệp nha mọi người. Bạn đang tăng về wow the world luôn, có nhiều bạn còn kết nối ra bên ngoài thế giới nữa, kết nối với rất nhiều người ở nhiều những quốc gia khác nhau, hoặc là bạn sẽ đi nước ngoài nữa. Và ở đây lên luôn cái thông điệp đó là bạn có một cái điều ở nơi bạn sẽ rất là thành công. Ví dụ như là bạn thành công về sự khẳng định bản thân, bạn thành công trong cái việc lấy lại được cái sự tự tin của bạn á, hoặc là bạn thành công trong công việc, bạn thành công cho một lý tưởng nào đó của bạn á. The Hangman. Sáu xu, wow. Các bạn có nhìn thấy được điều gì chưa? Trong cái giai đoạn á mà bạn bị thử thách, trong cái giai đoạn bạn bị tắc nghẽn, tức là bạn không có phát triển lên được, hoặc là tự nhiên mọi thứ nó phải đứng lại, nó phải dừng lại. Nhưng bạn có một cái lợi khác, cái lợi khác đó là bạn khác đi về về tâm thức, về trí tuệ. Bạn sáng ra rất là nhiều thứ, bạn suy nghĩ được thấu đáo, bạn thông suốt, bạn gia tăng về trí tuệ rất là mạnh mẽ. Và những bạn mà đang bị dừng đứng lại, bất kể là lĩnh vực nào, ví dụ như tự nhiên là bạn bị thử thách, bạn phải dừng lại và bị tắc nghẽn á, thì mình thấy là sẽ được sự hỗ trợ nha, sẽ được sự hỗ trợ đây nè. Cái thông điệp này nó mang ý nghĩa, một là trong cái giai đoạn bạn tĩnh lặng á, bạn thấu hiểu cho nên bạn thông suốt và bạn là cái người đi giúp đỡ người khác, hoặc là cái giai đoạn bạn phải dừng đứng lại đó là bạn sẽ được sự hỗ trợ từ người khác. Nó có cả hai ý nghĩa đó nha. King of One, wow. Và các bạn có The Hierophant, wow. Bạn học được rất là nhiều á, kiểu như bạn có sự thấu hiểu nè, rồi bạn có thể là lên trở thành cái người hướng dẫn giảng dạy nè, hoặc là bạn được học lên nhiều, học bạn tự học cũng được, hoặc là bạn tham dự những cái khóa học, bạn học cao lên đều được hết. Rồi King of One là bạn sẽ vào giai đoạn rất tự tin trong cái công việc của bạn á, giai đoạn rất tỏa sáng, có sức ảnh hưởng luôn, rồi năng động nào và có chính kiến riêng, có những cái thực hành, những cái hành động riêng của các bạn á, cái cách làm việc riêng, hoặc là bạn thậm chí có thể làm quản lý hoặc là làm chủ.
lời khuyên từ thiên thần bảo hộ. Các bạn có 5 gậy. Page of Crystal. Mình xốc lại đàng hoàng nè. Cái bộ này thật sự nó rất là nặng á mọi người. Cái lá nó dày. Wow trời mọi người, rất là tuyệt vời nha. Nếu như lúc này đây nè, cái công việc bạn nó hơi hỗn loạn, lộn xộn, nó cho các bạn một cái cảm giác giống như mình bực bội á. Mình bực bội, mình hơi bị nóng nảy, nhưng không quá mức đâu, tại vì nó cũng chỉ dừng lại ở 5 gậy thôi. Và nó khiến cho các bạn có cái gì đó bị bực bội lên một chút. Các bạn cứ tiếp tục vào trong cái việc công việc của bạn á, công việc mới nè cũng có luôn nè, hoặc là các bạn đi thực tập cho công việc nè, bạn đi học hỏi cho công việc của bạn á, rồi hoặc là bạn đang phân vân, bạn đang học, bạn học theo cái kiểu là giống như mình làm cái công việc nào bây giờ, khi mà mình đứng trước hai sự lựa chọn á, rồi các bạn giống như học hỏi thêm cho bản thân á, thêm cái kinh nghiệm để mình biết là mình nên làm như thế nào với hai cái sự lựa chọn công việc này, mình làm cái nào trước sau, hay là bạn đang cân nhắc chọn một cái trước hay là chỉ làm một cái thôi chẳng hạn. Thì đó, thì mình đang nói cái vấn đề này của các bạn á, các bạn cứ bạn sẽ tìm thấy được cái câu trả lời thôi à. Và bạn lên cái năng lượng của Bùa Xu á, bạn đang có nhiều cái ủng hộ, cái thời phận tốt dành cho bạn nha. Bạn thành đạt trong công việc á, vững vàng trong công việc nè, bạn kiếm được tiền rất tốt nè, và trong cái việc kiếm tiền của bạn nó luôn đi kèm với lại trái tim của bạn á, trái tim của bạn, tại vì bạn thấy năng lượng Bùa Xu này vô cùng đặc biệt ở chỗ vẫn là Bùa Xu đó thôi, nhưng mà luôn xa tim rất là sáng, cho nên những gì bạn làm á, đúng là công việc của bạn, bạn kiếm tiền, nhưng mà nó có cái tâm huyết của bạn, nó có cái tình cảm của bạn ở trong đó. Những gì bạn làm đó nó có ý nghĩa, và nó không phải chỉ cái mục tiêu tiền bạc nó là lớn đâu, mà cái mục tiêu tiền bạc của bạn nó luôn song hành với một cái mục tiêu khác, nó đầy cái sự yêu thương ở trong đó nữa. Đây cũng là một cái lời khuyên từ vũ trụ gửi đến các bạn nha. Hãy làm những việc mà bạn có tâm huyết, hãy làm những việc mà bạn yêu cái công việc đó. Hoặc là lời khuyên của thiên thần bảo hộ á, gửi cho các bạn đang đứng trước hai sự lựa chọn á, thì bạn nên lắng nghe tiếng nói từ trong trái tim của bạn. Nếu bạn đang phân vân hai công việc thì bạn hãy làm cái công việc mà bạn yêu cái công việc đó. Wow, Ba Xu, có những bạn hợp tác rất là tốt đây nè, hợp tác làm ăn tốt. Hoặc nếu như có bạn thì hợp tác trong gia đình á, tức là vợ chồng con cái phụ nhau á, rất tốt luôn nha. The Hermit, thiên thần bảo hộ á, là cho bạn nhiều cái bài học lắm, giống như họ chính là cái người hướng dẫn và giảng dạy cho bạn á. Cho nên là bạn còn phát triển về mặt tinh thần, về mặt tâm thức nữa, chứ không phải chỉ phát triển về cái việc học, cái công việc ở phía bên ngoài đâu. Bạn á, chắc chắn cái sự mọi người nhìn thông điệp rất là tuyệt vời nha. Justic 5 ly, 10 ly và 10 xu. Quá là tuyệt vời luôn á. Có nhiều bạn thì đôi khi cảm thấy bất công á, sao trao đi tình yêu thương mà mình phải là cái người vất vả nhiều vậy, sao mình lại là cái người mà trao đi cái sự yêu thương nhiều vậy. Nhưng cuộc đời nó công bằng mà bạn. Tức là bạn thấy nhiều khi bạn hy sinh nhiều quá cho gia đình bạn á. Đó. Rồi, ví dụ như bạn có gia đình riêng đi, bạn hy sinh nhiều quá cho gia đình riêng của bạn hoặc là gia đình lớn. Nhưng yên tâm nha, cái công bằng á, cái nhân quả nó vẫn vẫn rất là hoàn toàn công bằng cho bạn á.
Bởi vì bạn thấy nè, gia đình bạn hạnh phúc, gia đình bạn sung túc đủ đầy. Ai có con cháu nhỏ thì cũng là phát triển hạnh phúc nè, phát triển một cách lành mạnh nè. Tức là những bé được vui, được phát triển trong tình yêu thương, là trong sự đủ đầy, phát triển toàn diện. Cho nên là bạn thấy là cái nhân quả, cái sự đền đáp cho bạn, cuộc đời đền đáp cho bạn là đến sao. Cho nên là cũng đừng buồn khi mà bạn tuổi thân nè, khi bạn cảm thấy bất công, sao mình giống kiểu mình hy sinh nhiều quá đó. Nhưng không có bất công đâu. Nhìn hết cả một chặng đường dài từ đầu đến cuối thì bạn thấy là rồi cũng sẽ đến cái lúc mà bạn được nhận về, nó rất là lớn. Bạn thấy không? Ở đây bạn hiểu theo cái kiểu là trao đi 5 mà nhận lại về, nhận về 10 cũng được đó nha. Bởi vì cái sau này bạn được nhận về nó xứng đáng lắm. Hoặc là nhiều bạn sẽ có gia đình hạnh phúc đủ đầy. Mình xin kết thúc thông điệp các bạn tuần 2. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn tuần 3. Lời khuyên từ Thiên Thần Bảo Hộ gửi đến bạn lúc này. Để mình lấy bộ này. Lời khuyên từ Thiên Thần Bảo Hộ của các bạn dành cho các bạn lúc này nha. Rồi. Chúng ta có Treasure Island, wow, đảo kho báu. Để mình xem nha. Email. Buy the book. Và các bạn có Deep Knowing. Lời khuyên từ Thiên Thần Bảo Hộ. Mình thấy các bạn đang có cơ hội á. Đang có cơ hội có vận may, có vận may về công việc, về tài lộc, và mình đang nhìn thấy cái hình ảnh này. Thiên Thần Bảo Hộ có thể khuyên các bạn giống như là cứ chậm chậm mà chắc trên con đường xây dựng sự nghiệp của các bạn, cứ chậm cứ, nhưng mà các bạn sẽ có cái cơ hội mạnh về sau á. Tức là bạn sẽ làm việc được tốt, công việc phát triển và nhiều cái kho báu ở phía trước chờ các bạn á. Và trong trường hợp này là các bạn cứ chậm nha. Giống như cái sự thịnh vượng á, nó đang ở trước mặt các bạn. Đang ở trước mặt. Cái câu đó ý muốn nói là bạn hãy cứ tiếp tục á, như là tiếp tục tập trung vào trong những cái mục tiêu của các bạn và cứ thế các bạn phát triển á. Hoặc là các bạn giống như mình siêng năng lên nè, mình cứ nỗ lực lên thì các bạn thấy là sẽ có cái thành quả. Rồi, ở đây thì mình đang thấy có liên quan, ở nơi các bạn nó sẽ có liên quan đến vấn đề là cái sự nhận thức sâu sắc, cái sự thấu hiểu sâu sắc, cái mà các bạn sẽ đạt đến cái trí tuệ cao hơn. Rồi các bạn cũng có thể đọc sách nhiều hơn nữa nè, hoặc là các bạn học hỏi những người mà phát triển hơn. Đó là, rồi các bạn còn có những cái ưu điểm, chẳng hạn như là cái khả năng sáng tạo của bạn, cái khả năng tưởng tượng hình dung, cái trí tưởng tượng á. Tức là bạn hãy để cho cái trí tưởng tượng của bạn bay cao á, bay cao tự do. Tức là cái điều đó đang muốn nói, hãy để cho tinh thần các bạn phát triển một cách tự do nha. Học hỏi thật là nhiều vào, điều đó sẽ rất tốt cho bạn á. Rồi kiểu như các bạn phát triển về chiều sâu tinh thần, chiều sâu nội tâm nữa, thì mình có thể là hiểu một vấn đề nào đó ở cái bề sâu của nó, cái sự sâu sắc của nó. Đừng giới hạn bản thân của các bạn á. Hoặc là nếu như các bạn càng sáng tạo thì khả năng các bạn sẽ đạt đến cái sự thịnh vượng càng cao. Đó là những cái thông tin mà mình có thể thấy được á. Tiếp theo, wow, a merry motif. A higher will. Rate and fall. Và tiếp nữa là vùng biển chưa được khám phá. Tức là như thế này. Wow, thông điệp tuyệt vời lắm nha mọi người. Những cái điều tuyệt vời, sự đủ đầy, vùng đất mới, lĩnh vực mới, rồi tầm nhìn cao hơn và động lực. Có nghĩa là
bạn, wow, cái đây là năng lượng bạn đã đạt đến chưa. Và ví dụ như bạn đã đạt đến rồi thì có nghĩa là hãy cứ đi theo cách riêng của bạn, đi theo con đường riêng của bạn, hãy cứ sáng tạo riêng của bạn nha. Bạn hãy là cái người mà chỉ đường cho mình, bạn hãy tạo ra con đường của riêng bạn. Bạn hãy cứ phát huy những cái khác biệt của bạn. Rồi có nhiều bạn ở đây là có thể bạn có cái vốn liếng chính là cái trí não của bạn á, cái khả năng tưởng tượng của bạn, cái sự phát triển tự do của bạn rất lớn. À, nhưng liệu là bạn đang có ràng buộc bản thân của bạn không? Bạn có đang giới hạn bản thân của bạn không? À, bạn có đủ sự mạnh mẽ để mà bạn sống cái cuộc đời của bạn theo cái trí tưởng tượng của bạn hay không? À, đây là điều rất quan trọng. Hãy tìm lấy cái động lực cho chính mình. Bạn hãy truyền cảm hứng cho bạn và hãy tìm thấy cái động lực cho chính bạn nha. Để bạn có thể là phát triển cao hơn, để bạn có thể là cảm nhận được cái hạnh phúc nó đủ đầy hơn, để bạn có thể phát huy được cái khả năng của bạn nha. Nếu mà ba cái năng lượng mình đang bắt được ở đây á, là mình đang bắt được cái nguồn năng lượng rất là lớn nha mọi người. Tức là các bạn có tiềm năng rất lớn á, nhưng mà các bạn đã đến giai đoạn nào rồi? Nghĩa là bạn đã hiểu được cái tiềm năng rất lớn của bạn ở đây hay không á? Cái tiềm năng rất to lớn của bạn, liệu là bạn đã nhìn thấy chưa? Bạn đã mạnh dạn bộc lộ bạn chưa? Hay là bạn vẫn còn đang phải chữa lành? Bạn vẫn còn đang đối diện với đứa trẻ bên trong của bạn á? Hay là bạn đã có thể chữa lành tổn thương đứa trẻ bên trong của các bạn rồi? Để mà các bạn nhìn thấy được những cái tiềm năng rất lớn của bạn á? Hay còn nói là thật sự bạn có tiềm năng rất lớn á, nhưng bạn có niềm tin vào chính mình hay không? Và bạn có đạt đến cái trạng thái đó là bạn vượt qua được cái nỗi sợ hãi của các bạn hay chưa? À, bạn có chữa lành được các luân xa của bạn chưa? Các luân xa của bạn có hoạt động cân bằng hay chưa? Để bạn có thể phát huy được những cái tiềm năng to lớn này. Lời khuyên từ thiên thần bảo hộ. Năng lượng của các bạn tụ ba rất mạnh nha. Tiếp theo đường môn. Các bạn có kỵ sĩ kiếm. Ace of Wands. Seven of Pentacles. Temperance. Kỵ sĩ gậy và The Star. Oh my god, thật sự là năng lượng của các bạn rất mạnh á. Wow. À, có một cái cách nói được ví như á, nếu như các bạn có thể bùng phát năng lượng của bạn á, thì thật sự cái tiềm năng ở nơi bạn rất lớn, lớn giống như một người mà người ta có thể với lấy được cái ngôi sao. Cái đó là cái cách để mà đang diễn giải cái năng lượng của các bạn nha. Cho nên cái quan trọng là bạn chiến thắng được chính mình á. Hãy chiến thắng được bản thân á. Ở nơi bạn cái tình yêu thương và cái cảm xúc cũng lớn nữa. Sự nhạy cảm ở nơi bạn rất cao nữa. Điều này là cái kho báu của các bạn á. Chứ đây không phải là khuyết điểm đâu nha mọi người. Cái tình yêu thương rất lớn á, cái cảm xúc và sự nhạy cảm, nó là kho báu của bạn á. Cái mà các bạn cần thêm vào là sự quyết tâm hành động. Cái điều đó để bạn thực hiện ý tưởng lớn của bạn, để bạn nuôi dưỡng cái ý tưởng lớn của bạn á, thì bạn sẽ thấy là bạn sẽ sống một cuộc đời á, bạn sẽ sống một cuộc đời không có gì phải hối tiếc luôn. Cho nên là bạn cứ hãy nuôi dưỡng ước mơ của bạn nè, giữ sự cân bằng trong cuộc sống. Hãy phát huy cái khả năng thông minh của bạn á. Nào. Nhanh nhạy, lanh lợi, thông minh, ứng phó linh hoạt á. Bạn hãy đem nó áp dụng để giữ sự cân bằng trong cuộc sống của các bạn.
thì hầu như là bạn sẽ sống một cuộc đời á, bạn vươn tới ước mơ của bạn và sống một cuộc đời nó rất là hạnh phúc, có thể làm được tất cả những việc bạn yêu thích, và bạn sẽ sống cuộc đời không có gì phải hối tiếc nữa. Ba xu. Đẹp. Hierophant. Wow, mình hình dung được rồi. Bốn gậy. Lá cuối cùng của chúng ta nha. Rồi, các bạn có Five of Cups. Ở đây nhiều bạn á, giống như năng lượng đẹp và năng lượng của The Moon. Cái này á, là giống như bạn từng trải qua cái sự kiện mà khiến cho các bạn nhìn lại về bên trong, bạn tìm hiểu về tâm linh, tìm hiểu về cảm xúc, về tinh thần, về chiều sâu nội tâm, về trực giác. Đó. Cái sự kiện này lớn nha. Có thể một lần thất bại nào đó trong công việc, hoặc là trong tình cảm, trong hôn nhân. Đấy. Cho nên là bạn nhận lấy nhiều cái bài học lắm. Và cái sự kiện này cũng là một cái sự kiện nó quá lớn, nó gây ấn tượng quá quá mạnh với bạn. Cho đến thời điểm này thì cái cảm xúc đau buồn đó, nó cũng đã giảm nhiều lắm rồi, thật sự đã giảm nhiều lắm rồi, nhưng đôi khi bạn cũng còn chạnh lòng nè. Nhưng mà sẽ hãy nhìn nhận á, cái mặt tích cực mà nó đưa đến cho các bạn á, nó cũng sẽ khiến cho bạn trở thành những cái người mà có được những cái bài học, để rồi bạn sẽ chạm đến được cái thành công sau này của các bạn. Và các bạn không đơn độc đâu nha. Bạn có sáu kiếm. Sáu kiếm, sáu xu, sáu sáu. Có thể các bạn có nhiều cái con sáo hả, trong biểu đồ sinh. Chẳng hạn nè, con số 6 là gì các bạn? Số 6 là đại diện cho tình yêu thương á. Bạn nhận được nhiều cái phước lành cũng đến từ tình yêu thương, nhưng bạn nhận được nhiều cái bài học, cái bài học trong cái trải nghiệm làm người á, cũng đến từ tình yêu thương. Mười kiếm. Hai kiếm đây. Wow. Thiên thần bảo hộ muốn nói gì với các bạn? Các bạn hãy cứ theo đuổi sự nghiệp á, thì cứ bền bỉ như chúng ta nuôi dưỡng một cái cây nha. Là cứ theo đuổi sự nghiệp của các bạn á, chăm bón, chăm sóc cho cái cây nó lớn lên. Cứ lớn lên một cách từ từ bền bỉ. Từ cái hạt giống để trở thành một cái cây thật lớn. Đấy, bạn theo đuổi sự nghiệp của các bạn hãy kiên nhẫn bền bỉ như vậy. Rồi lập kế hoạch nữa nè, đặt mục tiêu nữa nè. Đó. Rồi tiếp theo á, các bạn á, sẽ có vấn đề của cảm xúc và thông tin. Hãy biết lựa chọn cái thông tin. Đừng thông tin nào cũng nhận nha. Thông tin nào cũng nhận là các bạn rất dễ đau lòng, rất dễ kích hoạt tổn thương đứa trẻ bên trong. Hoặc là nhiều bạn á, nhạy cảm, trăng tròn, vào mùa trăng tròn thì dễ bị cái cảm xúc nó trồi dậy. Nhưng mà các bạn hãy thấy, cho nên mình mới nói cái cảm xúc là kho báu của bạn á, tại vì từ cái việc bạn là người sống tình cảm á, bạn nhiều cái cảm xúc, bạn nhạy cảm, nhưng cái điều đó cũng sẽ dẫn bạn đến cái sự phát triển về nhận thức, về cái nhận thức cao. Bạn kết nối năng lượng vũ trụ nhiều hơn. Cho nên là còn để bạn có thể sống kiểu như tràn đầy năng lượng tự tin á, thì cũng nên cân nhắc cái việc lựa chọn thông tin á. Không nhất thiết phải nhận hết 10 kiếm đâu. Bạn sàng lọc ra cái thông tin bạn nhận 2 kiếm thôi. Đó là cái thông tin làm sao mà bạn cảm thấy bạn kết nối năng lượng với vũ trụ nhiều hơn, bạn được khai mở nhiều hơn, bạn được khai sáng nhiều hơn, bạn gia tăng trí tuệ, tinh thần, thì bạn hãy nhận lấy thông tin đó thôi. Còn những cái thông tin mà nó
nó làm bạn dấy lên những cái tổn thương nhiều á, hoặc là quá nhiều cái thông tin hỗn loạn á, thì mình đừng có ôm lấy hết. Đây là cái thông điệp mà mình cảm thấy giống như thiên thần bảo hộ muốn các bạn hãy sàng lọc lựa chọn khi tiếp nhận thông tin. Đây, mình xin kết thúc thông điệp. Cảm ơn các bạn rất nhiều.